dài. Đâu mà chết khốn nạn. Tại sao vậy? Anh dừng lại đi. Tôi hỏi em làm cái gì đó? Đứa bé mà tôi nói là con của anh với tôi á, thật ra đó là con của anh Huy. Nghe chưa mày, chó. Mỗi lần em đến với anh á, em đều tạo bất ngờ. Anh nhìn cái thân hình của em vậy á, anh đâu kiềm chế được đâu. Giờ không chịu được thì anh làm sao? Không chịu được hả? Vậy thì em phải phục vụ cho anh. Cái gì vậy? Chỗ người ta đang ái vui vẻ nhau phá đám hay vậy? Anh có bị điên không vậy? Điên gì? Anh dẫn gái về nhà, anh làm như anh hay ho lắm gì đó hả? Anh làm cái gì cũng phải để ý con chứ. Rồi lỡ nhìn thấy thì sao? Cái này là phòng riêng của tôi chứ đâu phải là phòng cô với con đâu mà nhìn thấy. Về phòng cô đi. Đó làm gì cỡ anh ta? Đúng không em? Đúng rồi. Với lại cô với anh ta cũng ly thân rồi mà. Nếu mà cô cảm thấy không chịu được á thì đi ra ngoài ở đi. Hai người thèm khác nhau đến như vậy hả? Được rồi, nếu muốn á thì tôi toại nguyện cho, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Cô thèm khát căn nhà này lắm đúng không? Được rồi, tôi cho cô hết á, cô lấy đi. Ba mẹ tôi còn rất là nhiều nhà, tôi cũng thèm khát gì đâu ha. Không gửi giùm luôn, cảm ơn nha. Có nhà kìa em ơi. Anh hả? Sau khi ly hôn á, chị ta nói chị ta không cần nhà, thì căn nhà đó anh chuyển sang tên cho em đi. Dù sao thì em với anh cũng có con rồi, anh phải cho em một danh phận chứ. Tất nhiên rồi, phải chuyển sang cho em chứ thì sao. Anh làm tất cả là vì mẹ con của em mà, chuyển hết cho em với con luôn. Anh hứa rồi đó nha. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục câu chuyện của hai đứa mình đang dang dở đi nha. Anh chịu hết nổi. Mất dạy. Đâu nhưng mà chết khốn nạn. Tại sao vậy? Anh dừng lại đi. Tôi hỏi em làm cái gì đó? Tại sao tôi thương em thật lòng như vậy mà lỡ hôm nào á em cắm sừng sau lưng tôi. Ê nè nè, một cái đủ rồi nha. Ai kêu mày có trách là trách tại mày ngu á, mê muội làm chi. Có bình tĩnh lại đi. Tại sao vậy? Tại sao con làm vậy hả? Nếu mà anh đã biết rồi thì tôi cũng không cần phải giấu nữa. Đứa bé mà tôi nói là con của anh với tôi á, thật ra đó là con của anh Huy. Nghe chưa mày, chó. Được, tụi bay chơi chẹn như vậy đúng không? Bây giờ mày trả lại hết căn nhà tài sản cho tao. Trả đi. Anh mê gái thì anh chịu chứ sao. Căn nhà này bây giờ đứng tên tôi rồi, người phải đi á là anh. Mày khốn nạn với tao à? Cắt. Rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Xong rồi. Chị làm gì ở đây? Quay phim chứ làm cái gì? Nhà này là nhà của tôi mà. Nhà nào là nhà của cô? Đâu ra? Tôi quay phim cộng với clip mà hai người á tò te tú tí ngoài đường á là đủ bằng chứng để tôi kiện hai người ra tòa rồi. Cái này là thuốc nâng cấp, bây giờ em chỉ cần cho nó uống thường xuyên. Thằng đó nó bị bệnh tim mà, cứ uống thường xuyên đi, rồi cái thuốc đặc trị của nó em bỏ đi, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân của nó thôi. Ừ. Anh đúng là mưu hèn kế bẩn không ai bằng đó nha. Nè, nói gì à? Bây giờ em nghe lời anh đi, cho nó uống. Còn nếu như mày muốn nhanh á, tăng liều lượng lên, chắc chắn nó sẽ yếu dần. Lúc đó anh với em hả, tha hồ mà tận hưởng tài sản của nó. Chịu không? Anh ráng thêm một thời gian nữa đi. Đợi kế hoạch thành công rồi hai đứa mình sẽ sống bên nhau. Nhớ nha. Đi trước à. Tụi bay nghĩ là tụi bay á, ăn không ngồi rồi rồi vô đây giành tài sản của người khác là dễ lắm hả? Ừ. Bây giờ chị muốn gì? Muốn gì hả? Tao nói cho tụi bay biết, trên đời này không có cái gì mà cho không ai biếu không ai đâu. Tụi bay muốn hưởng đúng không? Muốn ăn đúng không? Tao cho tụi bay ăn đòn. Ê, nè nè. Anh làm cái gì mà nóng nảy vậy? Dù gì căn nhà này vẫn là nhà của hai vợ chồng mình mà. Cô nói gì vậy? Nhà này là nhà của tôi mà. Nhà nào là nhà của cô?
Nhà này anh ta đã sang tên cho tôi rồi. Tôi ký chưa? Cô ta nói vậy là sao? Giờ tôi nói đúng đó. Nhà này là nhà của vợ chồng tôi. Chưa có chữ ký của vợ tôi á thì cô làm gì có căn nhà này? Thì ra là anh gạt tôi. Sao? Giờ chưa chịu đi nữa hả? Hay là để tôi gọi công an bắt hai người về cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác và xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Không, không nghe bây giờ. Có chuyện gì á từ từ nói. Tự nhiên báo công an. Hiếm sao vậy? Giải quyết đi. Vẫn còn đứng đó. Ê nè, đi về 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 về. Về. Mày muốn tao hơn chó. Hai người nhớ đó. Tới nước này rồi anh cũng không còn gì để nói với em hết. Tài sản chia phần nữa anh sẽ để lại hết cho con. Em cứ giữ đó cho con. Anh không lấy gì đâu. Tùy anh. Những gì giúp anh tôi cũng đã giúp hết rồi. Đây là đơn ly hôn tôi ký rồi đó.